Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin nhiều shipper thuộc hệ thống giao hàng tiết kiệm ngừng chạy, khiến hàng nghìn đơn hàng tắc nghẽn. Trong lúc các chủ shop xoay sở mọi cách để giao hàng sớm nhất, thì khách hàng chỉ biết mòn mỏi chờ đợi. Trên các hội nhóm kinh doanh online, nhiều người than thở dù đã đặt hàng 5 đến 6 ngày, thậm chí có người đặt gần 2 tuần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hàng. Không chỉ riêng người mua hàng bức xúc, ngay cả những chủ shop bán hàng online cũng như ngồi trên đống lửa. Một chủ shop tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng đơn hàng gia tăng đột biến, việc chậm hàng là chuyện bình thường, tuy nhiên điều chị quan tâm lo lắng chính là đơn hàng bị thất lạc, có nguy cơ bị mất hàng. Theo giải thích của nhiều chủ shop online, việc gửi hàng qua hệ thống giao hàng tiết kiệm đang bị đình trệ là do nhân viên giao hàng quá tải, thậm chí có thông tin nhiều nhân viên đình công không giao hàng. Trong các hội nhóm, nhiều shipper giao hàng thừa nhận nản lòng vì mức thưởng Tết không xứng đáng với công sức bỏ ra. Còn theo đại diện công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm, trong dịp Tết sắp tới, mỗi bộ phận công ty sẽ nhận được một email có thông tin rõ ràng về các mức thưởng Tết. Con số thưởng Tết cho từng cá nhân sẽ không được công khai. Đại diện công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm cho rằng năm 2023 là năm kinh tế khó khăn, công ty đã cố gắng hết sức để mang lại một mức thưởng Tết cho toàn bộ nhân viên. Vị này khẳng định không có chuyện shipper đình công như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Những ngày gần Tết, đặc biệt là 2 tuần trở lại đây, lượng hàng thương mại điện tử đưa vào mạng lưới tăng cao đột biến, gây ảnh hưởng đến chất lượng vận hành. Hãng đã buộc phải tạm ngừng nhận đơn ở một số khu vực cục bộ. Doanh nghiệp cam kết sẽ hỗ trợ hết sức để đẩy nhanh việc xử lý đơn hàng.